Chương trình Triệu Phú Nông Gia Bây Giờ đã thu hút hơn 8.000 nông gia tại gần 650 đại lý tiêu biểu của Bây Giờ ở nhiều tỉnh thành. Ban tổ chức đã chọn ra 8 đội xuất sắc nhất để góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải hội thi Triệu Phú Nông Gia Bây Giờ. Các đội là những màu sắc khác nhau: kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tài năng, năng động, cá tính, duyên dáng, độc đáo. Hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ với những phần tranh tài về kiến thức nông nghiệp và biểu diễn nghệ thuật. Với sự góp mặt của ban giám khảo chuyên môn là những chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp, ông Bùi Văn Kiệp, ông Chu Văn Hách, ông Nguyễn Hoàng Sơn, ông Đinh Hồng Giang và giám khảo nghệ thuật là những nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, nghệ sĩ Thanh Bạch, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Đội thi nào sẽ chinh phục ban giám khảo vừa về kỹ năng canh tác nông nghiệp chuyên môn, vừa về kỹ năng biểu diễn nghệ thuật sân khấu để trở thành đội chiến thắng? Đón xem đêm chung kết xếp hạng và trao giải hội thi Triệu Phú Nông Gia Bây Giờ được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 3, đồng thời livestream trên các nền tảng ứng dụng THVLI, YouTube truyền hình Vĩnh Long, fanpage THVL gạch nối Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, fanpage Bây Giờ Group Science Việt Nam, YouTube Bây Giờ Group Science Việt Nam.